lại buồn. Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Răng vâng, Hoàng Giao xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Giao Audio. Vâng ạ, clip vào clip hôm nay thì Hoàng Giao xin giới thiệu đến các bác, đó là Hoàng Giao sẽ lên cho các bác một cái đôi loa giá rất là bình dân các bác nhá. Đôi loa đến từ Mỹ luôn. Vâng ạ, và phần đầu video thì chắc chắn là các bác cũng đã nghe cái chất âm của cái đôi loa này rồi. Hôm nay thì đôi loa này Hoàng Giao xin giới thiệu đến các bác là đôi loa Bass 25 của hãng ADS các bác nhá. Ở dòng ADS là một cái thương hiệu của Mỹ. Đó. Hôm nay thì Hoàng Gia đang kết hợp với chiếc âm ni Tanbert model là 1055. Thì các bác cũng đã nghe cái chất âm ở phần đầu tiên video Hoàng Gia test cho các bác rồi. Thì cái đôi loa này thì nó chỉ sở hữu có hai loa thôi, nhưng mà khi mà kết hợp với âm ni Tanbert 1055 thì các bác để ý rằng các bác nghe kỹ, nhất là những bác nào nghe nhạc nhiều năm hoặc chúng ta có kinh nghiệm nghe nhạc thì các bác sẽ để ý kỹ rằng là tuy rằng loa thì chỉ có hai loa một thùng thôi, nhưng mà nó vẫn khi kết hợp chuẩn âm ly thì nó vẫn lên chi tiết được từng giải một các bác nhá. Nó vẫn đầy đủ các giải âm sắc, không thiếu một giải nào, và những cái giải đó đều rất là sáng, rất là rõ nét, và nhất là giải bass thì xuống rất là sâu và rất là trầm và mềm. Đó. Thì không phải là một đôi loa mà chỉ có hai loa thôi, mà nó không phải là nó thua cái đôi ba loa hay bốn loa gì đó, nhưng mà khi mình kết hợp, mình phối ghép tốt mà nó sẽ hợp nhau thì nó sẽ thể hiện được rất là chi tiết từng giải một. Nó cũng giống như loa đồng trục, nó chỉ có một loa thôi. Đó, hoặc là loa toàn giải chẳng hạn, nếu mà chúng ta biết phối ghép tốt thì nó vẫn thể hiện được đầy đủ những cái giải âm sắc, không thua kém những cái dòng loa 3 loa hay 4 loa các bạn nhá. Đôi này thì hôm nay thì Hoàng Gia cũng nói luôn là đôi này thì Hoàng Gia cũng xả thanh lý vốn cho các bác. Đó. Một đôi loa cũng khá là đẹp các bạn nhá. Xuất sắc thì không phải là xuất sắc, nhưng mà nó khá là đẹp, nhưng quan trọng nó là zin. Nó là zin tuyệt đối. Đây là cái loa tép của nó. Đấy, các bác nhìn cái dâu của nó rất là dài luôn nhá. Tép đom. Bass là bass 25 gân cao su. Gân này là gân zin nhá. Gân rất mềm luôn, gân zin các bác nhá. Ở chỗ này thì cái giấy nó hơi sờn một tí các bác nhá, hơi sờn một tí chỗ góc này. Đấy, còn cái râu nhện của nó đây, đây này. Và đây các bác nhá, hai bên này có thể nhìn thấy hai cái điểm của nó em đây cơ. Chỗ này là giấy nó bị nhá, chứ không phải nó bị lỗi gì. Đó. ADS bass 25 các bác nhá. Bass 25. Bên này thì đẹp hơn này. Đây các bác có thể nhìn đây là cái vết dâu nhện này này, nó nằm hai bên này này. Đấy. Đây là tép của nó đây. Đôi này thì căng của nó thì nói chung là nó không được đẹp lắm, bởi bình thường là nó hơi sờn, vì Hoàng Gia có nói rằng nó là cái căng zin của hãng nên là cái vải nó hơi sờn. Các bác cần thiết thì có thể về bọc lại. Nó tem của logo thì còn nguyên hết. Đấy. Đôi này thì giá thì nó rẻ như đôi loa Nhật luôn các bác nhá. Với những đôi loa như Pioneer Bass 25 3 đường tiếng thì F700, F7000, T66 thì giá nó cũng loanh quanh ở 6 triệu rưỡi, 7 triệu rồi. Nhưng đôi này thì Hoàng Gia để cho bác giá thì nó còn dưới cái giá đấy luôn. Vì thực tế mà nói đây là cái đôi là Hoàng Gia nói là Hoàng Gia đã thu hồi vốn thôi các bác nhá. Thùng vách còn là vuông thành sắc cạnh các bác nhá. Thùng vách còn vuông thành sắc cạnh, không có nở nét gì cả. Đấy. Cái vỏ gỗ này gần như là gỗ, nó giống như kiểu thùng thông, nó giống như thế. Đấy, nó là phủ một cái lớp gỗ tự nhiên. Các bác nhá, nó như là phủ một cái lớp gỗ tự nhiên thôi. Thùng vách thì vẫn là nguyên bản, không có tút tát gì cả. Thì đôi loa này thì Hoàng Gia cũng xin phép nói với các bác rằng Hoàng Gia nhập vào cái giá về đến nơi là 5 triệu rưỡi. Các bác nhá, Hoàng Gia hôm nay xin phép với các bác cũng sẽ giao lưu với các bác giá thu hồi vốn luôn, 5 triệu 500 ngàn đồng cho cái đôi loa Mỹ ADS. Đó. Bass 25 hai đường tiếng. Đó, thì về các bác có thể phối ghép với âm đi. Và những dòng này thì các bác nên chơi những dòng âm ly của Mỹ hoặc là xuất Mỹ này, hoặc là âm ly châu Âu. Những âm ly nào mà có âm sắc bén một chút, nhất là giải cao tốt một chút thì chơi đôi này rất là ok. Và chất âm của nó thì nó cũng không thua kém nếu mà các bác phối ghép chuẩn. Giống như hôm nay Hoàng Gia đã ghép với con Tanbert 1055 này thì nghe nó chả khác gì loa AR2, AR3 đâu các bác nhá. Em xin thưa với như thế. Bởi vì những cái chất âm này thì Hoàng Gia cũng đã được nghe rất là nhiều rồi, vì bản thân ở cửa hàng thì cũng có rất nhiều các dòng loa và cũng phối ghép cũng rất là nhiều bộ rồi. Đây là cái kinh nghiệm mà cũng như là đây là cái chất lọc được mà Hoàng Gia tư vấn cho các bác. Với cái chất âm của cái bộ phối ghép này thì nó cũng ngang ngửa những dòng loa AR luôn các bác nhá. Đấy, ngang rửa dòng AR2, AR3, bánh tiêu hay bánh gì đó thì nó cũng ngang tầm như thế các bác nhá, không thua kém được các bác ạ.
thậm chí nó cũng gọi là 1 9 1 10 luôn đấy, có thể khẳng định là như thế để các bác cũng biết. Đấy, quan trọng nhất là phối ghép các bác nhé. Đấy, chất âm loa thì hay rồi nhưng vấn đề nó là phối ghép rất là quan trọng, nên các bác lưu ý cho em. Đó. Còn nếu mà các bác chơi được với cả 10 1055 thì tuyệt vời luôn các bác nhé, hợp luôn, chất âm ra rất là tốt. Đấy, giống như các bác có thể nghe phần đầu video, các bác có thể nghe đi nghe lại, các bác có thể cắm tai phone và điện thoại các bác nghe để các bác sẽ thấy được cái độ hay của nó khi kết hợp chuẩn âm ly như thế nào. Vâng, cảm ơn các bác, và video này thì Hoàng Gia xin phép được kết thúc tại đây. Mọi thông tin chi tiết thì các bác thể liên hệ với Hoàng Gia được theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh ạ. 0975 884 009, địa chỉ cửa hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Giá 5,5 triệu, giá không bao gồm tiền ship các bác nhé. Âm ly giá 10 triệu. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip vào buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay.